Bà bãi bầu người tới ngày không cho hả? Ừ gì? Có mẹ nó mới chịu. Rồi, nước sôi ha. Tính lọt xong rồi chị ơi. Nãy giờ chuyện ca bạn hỗ trợ anh đi ăn khách nha. Quá trời luôn, vô quảnh luôn. Nghe mày nó làm tụng nó đi phụ đi đó. Nãy anh em đi làm bên ngoài á thầy. Không ơi thấy khách đông, mẹ mình có mẹ nghe. Giờ về sẽ cho nó chơi giúp nha. Tham gia bận mà. Để giờ mất coi chuyện. Là đẹp của ta. Mấy bữa nay chị Sơn Ca nói thôi chị Sơn Ca không có qua phụ mẹ nổi đâu, bệnh rồi. Xong rồi phải không? Chắc con có ngủ. Con nào mà nãy cũng đi đi thôi được nó ra nhiều quá. Này dài quá ha. Hơi dài rồi. Dài là tại không có dở nổi lên á. Dạ. À, là vừa làm vừa dở lên dở xuống hả mẹ? Dở lên cao cao lên nó rớt cái lớp còn nãy mẹ để mẹ để làm cái nó cái mí bột đụng mí nước. Dạ cao. Có người ta để trên cao á nó nhiễu xuống tỏn tỏn á. Dạ. Nhà mẹ ép nè. Kêu là bánh lọt. Cái này bánh lọt lai. Đó, bánh lọt lai dài không? Dài này giờ để dở cái thau lên á. Cái này là kêu bánh canh. Dạ dở thao lên ha, cho nó dạ. Thành con vắn vắn nha. Dạ. Cho đây. Nó có đầu á nó. Bên ú không? Bên ú. Còn cái bánh nguyên làm như chúng nó tét, bạn có tét chỗ nào. Còn chặt kính là cái tét. Cái đó là cái bánh chặt á. Nó rất là ngủ nha. Ngủ chắc. Ngủ. Trời ơi, nè bà bảy á mẹ. Đây. Thầy ơi, hồi trưa đó nó ngủ em đưa em hát nó bài nó ngủ luôn chứ bình thường em không có khi nào đưa nó ngủ đâu. Mà ngủ dữ lắm rồi. Không thấy bà nội, không thấy mẹ xuyến luôn. Hát rồi ngủ trên tay luôn. Vậy còn bỏ miếng lá dứa mà sao ngủ chưa? Mẹ mới manh về được rồi đó. Là dứa ít màu hả mẹ? Hay lá dứa cũ? Lá dứa còn nè. Là dứa cũ hả? Mà mẹ tưởng nhiêu ra đủ rồi, lá dứa mới mà còn nè. Thành ra không biết xanh rồi, cho nó lọt nữa đi nó. Giờ lọt cao đi. Lọt thử coi trên cao coi sao. Nè Út Khanh dịnh phụ chị đi. Này nếu mà làm ăn thường xuyên thì phải làm cái đế để trên cao. Giống như cái ghế cao vậy đó. Cho lọt xuống. Để cao nó có đầu nè. Làm luôn nó lại là do mẹ chế lại. Với lại không mà. Quậy xưa quậy thẳng ra ngoài. Dạ. Với cái này là do bột năng nhiều nè. Chứ hồi xưa không có bột năng, hồi xưa gạo không à. Thành ra rất chỉnh chỉnh nhỏ nhỏ. Cái này nó còn lòng thòng. Nó đâu có dai. Dạ. Cái bột gạo nó mềm. Cái này mẹ làm bột năng ít lắm. Dạ. Mẹ làm của miếng bột năng à. Dạ, nhưng mà tại có bột năng nó mới dài vậy đó. Đúng nửa rồi. Ký mà làm có hơn 100 gram bột năng à. Cái này mà nếu như bột gạo không là nó xuống không. Dạ. Làm hy sinh cái thau làm cái khuôn ha. Vậy chứ cái này mà ngon cái khuôn ép kia chứ. Cái gì, chỗ nó rộng dễ ép. Dễ tát hả? Dạ. Dễ tán tán nó ra. Chứ đục cái lỗ lớn này dễ xuống nè. Chỉ cái lỗ nhỏ mà có bột năng là xuống không nổi luôn. Mình ăn nóng hay ăn lạnh đây mà? Ăn nóng. Rồi cái vết này ra đó thì cái ăn được rồi. Dạ. Cậu Bảy biết sự tích bánh tổ không? Có khán giả hỏi bánh tổ là bánh gì? Sao kêu là bánh tổ? Bánh tổ là bánh dày á. Vậy, bánh dày hả? Rồi còn con nhớ hồi xưa mình làm cái bánh ít xong cái còn dư bột á, cái mình ép nó vô trong cái khuôn, cái tô gì cái mình đem phơi ở trên nóc nhà ngày này qua ngày kia á, nó cứng ngắc. Cái bánh tổ á là cái gốc tích của nó là từ sự tích của bánh dày Mỹ Trinh của Lăng Liêu á. Dạ. Lăng Liêu là con của vua Hùng. Dạ.
ông tính chuyện ngôi lợi cho con mà ông mới bày ra một cái cuộc thi ngày Tết, ông bày ra cuộc thi là bây giờ Tết á không đến nào mà đem cái món gì mà ngon nhất mà ý nghĩa nhất á mà dâng lên á thì ông giống như giờ thi thôi thì ông thật vậy đó ba. Thì vua đó là đông, rất là đông con. Các hoàng tử mới đem tới, người thì đem đồ nấu thịt thà được không, cao lương mỹ vị rồi dí dèo đem dâng lên, đến cuối cùng lan liêu là lan tức là cái chức á, chư quan lan, mấy con của vua là giống như mình kêu hoàng tử ấy không, là lan liêu, ổng tên liêu, ổng mới đem lên hai cái thứ bánh mà đêm đó ổng mới rầu quá, nhà ổng nghèo đó, ổng không biết làm gì thì ổng nằm mơ ổng thấy có ông thần, mà ông thần đó giờ người ta cho là cái ông thần mà làm lúa gạo, thần nóng á hả? Không phải là thần đâu, không phải là cái ông thần nông, mà những cái người mà dạy làm lúa gạo, nó đâu có gì sinh nông nghiệp vậy đó. Bây giờ con lấy gạo nếp nhỏ lên, xong rồi hoàn cái con lấy thịt, con bỏ vô giữa, cái là con bỏ gạo nếp mình cái con gói lại thành hình vuông. Tự thức đất rồi con lấy gạo á con xay nhuyễn ra xong rồi con sôi lên cho chín xong rồi con để vô cái khuôn hình tròn này nè và tự xưng cho trời quan niệm là trời tròn đất vuông mà và nó kết tinh từ cái sức lao động của con người, đất đai của ông bà với cái khí trời nắng gió mưa rồi nó kết tụ lại nó thành là cái đó quý như cái đó. Đó là quý nhất, không có cái gì mà quý bằng. Làm hai món này dâng lên đi. Thì hoàng tử Lăng Liêu cũng mới làm đó xong rồi ông dâng lên tới hỏi kêu lên hỏi của con này làm sao đi nói đi lại nhưng thằng kể rồi đó. Nếp này đầu lên xong gói trong lá dòng buộc lại hình vuông như vậy đó, gọi là bánh chưng tượng trưng cho đất. Còn là cái bọt xay nhuyễn này á là với mặt đường á là đổ tròn lên nó tượng trưng ra trời, gọi là bánh dày, bánh dày bánh chưng. Vua đó giờ vua ăn thịt ăn đồ nhiều quá nay vua bứt cái này vô lạ miệng ngon ha, lạ miệng quá. Được quá ha, ý nghĩa quá, chuyện ngồi lại chổng luôn đó. Thì mới nói á, cũng quay trở lại là cái bánh tảo. Gốc tính nó là cái bánh dày. Bánh tổ là từ bánh dày, chỉ là bột xay nhuyễn ra, xay nhuyễn ấy lên dâng lên tổ tiên. Mà cái bánh nó có từ hồi 2000 năm trước công nguyên của ông bà mình lúc lâu dữ ha, lập nước lúc mà vua tổ mình dựng nước. Nó có riết cho tới thế kỷ thứ 20-21. Thì cái bánh này á là có lâu lắm của ông tổ kim gì đâu á hồi xưa đấy. Chứ mà ba cái bánh ví dụ như bánh quy rồi ba cái bánh bánh mới giờ đó này kêu là bánh tổ đơn sơ thôi, tức là chỉ bột xay nhuyễn ra với mặt đường rồi hoàn đúc vô trong cái khuôn hình tròn đó gọi là bánh tổ, bánh dày á. Nhưng mà bánh tổ hồi xưa có phải nắng không, giờ không? Thì thật ra là con để đó nó cũng cứng mà. Con vô đường nhiều quá thì nó đâu có hư với bột không nó đâu có gì đâu. Giống như xưa làm ăn liền, còn mình giờ dư bột cái mình đem phơi nắng nặng bảo quản cho lâu, giống như lương khô phải không? Bánh dày á, cái bánh dày hồi xưa là người ta làm riêng. Còn bây giờ khi mà làm bánh đất á hết nhân rồi á, mà lấy cái bột không đó mới cho vô cái khuôn hình tròn, vô cái dĩa cái gì đó. Còn dư bột á dục lên mái nhà. Mà bánh gì? Cái bánh tổ. Bánh tét thì nấu một thiếu mà để cho lâu thì cũng 4 ngày thôi. Bánh ít thì cũng ra hả mẹ? Coi nắng ăn khô thì cũng mặn hả? Nhân nhân dĩ rồi phải không? Trúc lên đây nè. Đó cho nên ai muốn mà cái bánh tổ là bánh gì thì chính là cái bánh dày. Của bánh dày bánh chưng á, bánh chưng sao này chạy vô Nam nó không có gói bằng lá dông vuông vuông gì nữa mà nó có dài nó buộc nặng rồi là bánh tét á. Thì thật ra đó thì nó cũng bánh tét cũng là gốc của bánh chưng, gốc là của bánh chưng. Dạ nó chạy vô chạy vô Nam mà từ từ nó dài rồi. Nam mình không có lá dông hả? Có lá dông ở vùng cao, nhưng mà người ta gói lá chuối thì tiện hơn.
Tại vì trong miền Nam mình lá chuối rất là nhiều, nên là cái cách gói nó khác một chút. Còn cái bánh từ bánh ít dư ra cái làm giống bánh tổ, giống bánh bánh dày, nên đặt tên bánh tổ. Bánh dày là bự kiểu tổ. Không. Phải. Nếu mà tính ra nói với cái bánh phồng mì đó nướng luôn cả bằng cái no lá bánh phồng mì bự hơn bánh đó là bự tổ tổ phụ tổ tiên á tổ nói tổ chản anh không đó là cái tích. Còn cái bánh lọt này tại vì cứ khuôn á khi mình con lấy cái giá ấy thì nó lọt xuống dạ yeah. Còn cái bánh xe là lấy tay xe còn bánh xếp là xếp đó, tức là cái bánh thì nó có những cái động tác mà để tạo thành nó thì người ta đặt, nhưng có những cái xèo cái xèo hả bánh xèo, còn có những như bánh sôi nước á, siêu nước á, thật ra nó là trôi nước, tại vì nó phải thả vô trong cái nước đường gừng mè rồi đó, nó nổi tổng vớt ra cả bánh cả rồi ăn luôn. Mà yeah. Bắt là kêu mình trôi. Ừ, trong Nam mình nói chạy. Sôi nước nữa. Mà bác là kêu bánh trôi nước nhỏ rồi cũng bà con với bánh lọt này là có lưỡng chủng. Tức là giòn nó đâu có nhà liền vô chủng. Bánh trôi nước mới là lưỡng chủng ăn. Bánh lọt đâu có bà con bánh trôi nước. Bánh trôi nước là bánh lực cẩm là bánh gì bà con với bánh trôi nước thì nó anh em như bọt á như bọt á bà con của nó là bà con có tiếng á cái tên gọi nó đó, ví dụ cái này lọt xuống còn cái lực cẩm nói xèo rồi xèo vậy tính ra cái bánh ở miền Nam mình nó cái tên dân gian dân giả quá ha, tức là có sao thấy vậy nói luôn đặt tên đó luôn có nhiều loại con có những cái loại bánh mà bánh quyền quý ăn thì nó cái tên nó khác. Nhà giàu thì có tên cũng sang theo hả? Ví dụ như cái bánh trung thu. Dạ. Yeah. Bánh trung thu tức là cái bánh ăn vào dịp trung thu rồng. Dạ. Yeah. Hay là gì? Bánh gì ta? Bánh gì kêu cái tên nghe cũng hay lắm. Có cái tên những cái bánh mà mình sau này mình nhập với nước ngoài về yeah. Mình chế biến. Ví dụ như không biết là có anh không biết cái bánh bía sao mà gọi là bía này tiếng tiều tiếng tiều hơn dạ sao cái dùng bánh bía nó xuất phát ở đâu Sóc Trăng ở dưới bánh lột da dạ. Do cái da nó gọi là bánh bao thì là bao lại dạ sáng hôm để em bãi được tiền cho con em gì đó nãy giờ học rồi ông bãi như bao nhiêu cái vũ trụ rồi là khách về là niềm cảm lắm phải không con cửa nhà phải vậy nghe con không thường hồn cứ quan tâm tới chuyện trên trời không à, không quan tâm chuyện dưới đất nữa. quá dữ chứ không biết nữa lớn làm gì nên giờ mình mơ chuyện trên đời không vũ trụ cũng đang kỹ sư hàng không rồi có thiếu gì trời ơi nhà nghiên cứu và vật lý rồi thiên văn rồi thiếu gì anh có mê là được phải có chí rồi không có chí rồi tắt máy bay giấy bám rồi bây giờ muốn xài máy bay thiệt hay máy bay giấy? Muốn chơi máy bay thiệt hay máy bay giấy? Muốn làm YouTuber. Thôi. Ba đâu phải làm YouTuber đâu. Ba vẫn phải đi làm mà. Thấy ba đi làm bên điện tử thấy không? Đó bên thiết bị y tế đó. Quay cho vui, phải không? Ừ. Mình phải có cái nghề. Đúng rồi, phải có cái nghề. Đúng rồi. Bán gì ta? Bán máy bay đi. Đừng bán máy bay giấy là được. Bữa nay nghe cậu bảy kể sự tích bánh tổ ở miền Nam nha, với bánh chưng bánh dày mà ở miền Nam nó khác, ở miền Bắc khác làm sao ha. Chia sẻ cả nhà mình qua sân chia sẻ cả nhà mình câu chuyện nhỏ nhỏ cho vui, chuyện cậu bảy kể nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong lắm nào.